làm quy nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc. Ta thà làm quy nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc. Ta thà làm quy nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc. Trần Bình Trọng, người anh hùng kỳ tiên, phò nhà Trần dẹp tan lũ quân Nguyên trong khói sương. Anh kiếm cùng cùng mày bao chiến công, ghi các tên anh hùng nguyện một lòng đi quê nhà chiến đấu. Dù liều mình thế cứ quyết hy sinh, tâm sáng soi cho trong con mọi cùng đường đấu tranh. Quân kiếm cùng phải mò, cho dù hầm lửa núi đau không sợ lòng trai sắt đá, cho dù rừng thẳm núi cao vẫn kiên cường liều chết sông pha. Em mệnh lệnh ngăn chặn quân Nguyên cho vua quan Trần di trương, đa mang thiên mã xung trận nghiền ngang, nhưng không may vua Trần hấp hoang giật dù đầu hàng. Ban tặng danh vương cho thêm muôn ngàn vàng châu báu, người Trần kinh điển cao rộng uy nghiêm cho quân Nguyên hồn phía bất kỳ. Thà làm quý nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc. Cho nghìn thế mãi khắc tâm, đấng anh hùng vì quốc không khờn. Trần Bình Trọng, dòng Lê đại hành uy dũng, lòng hào hùng vì non nước hy sinh. Đem tâm thần ngăn bước chân quân thù, cho núi sông muôn kiếp sau thanh bình. Lời thề nguyện ngày xưa còn truyền lưu mãi, châu không quên màu dân thân theo bước chân anh hùng đi đấu tranh xây đắp quê hương nhà. Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc. Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc. Ta thà làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc. Trần Bình Trọng, người anh hùng kỳ tiên, phò nhà Trần dẹp tan lũ quân Nguyên trong khói sương. Hân kiếm cùng cùng mày bao chiến công, ghi các tên anh hùng nguyện một lòng đi quê nhà chiến đấu. Dù liều mình thế cứ quyết hy sinh, tâm sáng soi cho trong con mọi cùng đường đấu tranh. Quân kiếm không phải mò, cho dù hầm lửa núi đau cũng không sợ lòng trai sắt đá, cho dù rừng thẳm núi cao vẫn kiên cường liều chết sông pha. Mệnh lệnh ngăn chặn quân Nguyên cho vua quan Trần di trương, đa mang thiên mã xung trận nghiền ngang, nhưng không may vua Trần hấp hoang giật dù đầu hàng. Ban tặng danh vương cho thêm muôn ngàn vàng châu báu, người Trần kinh điển cao rộng uy nghiêm cho quân Nguyên hồn phía bất kỳ. Ta thà làm quý nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc. Cho nghìn đời mãi khắc tâm, đấng anh hùng vì quốc không khờn. Trần Bình Trọng, dòng Lê đại hành uy dũng, lòng hào hùng vì non nước hy sinh. Đem tâm thân ngăn bước chân quân thù, cho núi sông muôn kiếp sau thanh bình. Lời thề nguyện ngày xưa còn truyền lưu mãi, dù đời nào châu không quên màu dân thân theo bước chân anh hùng đi đấu tranh xây đắp quê hương nhà. Cho nước non muôn miền rừng xanh ngát, dân nước Nam luôn ăn no yên lành. Giống Lạc Hồng